còn hơn 20 ngày nữa mới tới ngày Giáng sinh, mà tại dòng Chúa Cứu Thế Sài Gòn đã nhộn nhịp không khí Giáng sinh. Hàng ngàn người từ khắp nơi quy tụ tại đây để mua sắm các vật dụng thủ công, cây thông, vật dụng trang trí, đèn nến để trang hoàng nhà cửa. Trên gương mặt họ ai cũng thể hiện nét hân hoan vui vẻ. Nhiều bạn trẻ, các gia đình cũng đến đây để chụp ảnh lưu niệm. Giáng sinh giờ đây không chỉ là ngày lễ dành riêng cho đạo Thiên Chúa hay đạo Tin Lành, mà còn là dịp để mọi người thể hiện tình yêu thương, cùng nhau hướng về những điều tốt đẹp. Sau đây mời bạn xem qua quang cảnh náo nhiệt nơi này. Tôi tên Phấn Văn, tôi đến từ Nha Trang đến đây. Thì tôi thấy mùa Noel đến thì tôi đến đây để mua đồ, để mừng ngày Chúa đến. Đó. Cho nên là tôi rất là vui. Để hả? Dắt hai đứa nhỏ chị qua đây để mua đồ trang trí Noel đó. Hàng năm cô đến đây để mua những cái đồ để trang trí, chia sẻ. Ngày Noel đó thì mừng ngày sinh nhật Chúa. Tại đó. Okay.